Huấn luyện viên Chu Jie bất ngờ tặng vé mời xem trận đấu cho hai cảnh sát giao thông. Được biết, trong lúc di chuyển ra xe về khách sạn sau buổi tập chiều ngày 25 tháng 3 của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Jie đã bất ngờ tiếp cận hai chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Nhà cầm quân người Pháp ngỏ ý muốn tặng họ vé mời xem trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Hai cảnh sát ban đầu ngơ ngác, không hiểu ông Chu Jie yêu cầu gì. Sau đó thì trợ lý Nguyễn Việt Thắng đã đến làm thông dịch viên nên mới biết nhã ý của vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Hai anh sau đó chỉ xin nhận mỗi người một vé. Khi xe của đội tuyển Việt Nam về khách sạn, huấn luyện viên Chu Jie đã lấy vé tặng họ. Vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia có 4 mệnh giá bao gồm 600.000 đồng, 450.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Tính đến chiều ngày 25 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bán được 70% lượng vé phát hành theo hai hình thức trực tuyến và truyền thống. Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 3 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội trong việc cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2026. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 3 bảng F với 3 điểm, kém Iraq 6 điểm và kém Indonesia 1 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Jie chỉ có cách giành chiến thắng mới tự quyết được vé đi tiếp.